Chế độ hưu trí xã hội lần đầu được đưa vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm cụ thể hóa nghị quyết 28 về xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Theo đó, người thụ hưởng phải đủ từ 75 tuổi trở lên, giảm 5 tuổi so với hiện hành, không có lương hưu hoặc trợ cấp khác từ bảo hiểm xã hội. Mức hưởng tăng từ 360.000 đồng mỗi tháng lên 500.000 đồng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, trợ cấp mai táng 10 triệu đồng khi qua đời. Nguồn chi lấy từ ngân sách nhà nước. Quy định hướng đến trợ giúp cho người cao và rất cao tuổi đang không hưởng bất kỳ chế độ nào của bảo hiểm xã hội, tức là đến tuổi là được nhận. Để chế độ này đạt được mục tiêu giảm đói nghèo, thu hút khoảng cách, bất bình đẳng, thu nhập như là tiêu chuẩn của thế giới, chuyên gia đề xuất cần thêm các nhóm thụ hưởng vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cụ thể, người từ 60 tuổi thuộc diện hộ nghèo nhưng không có người phụng dưỡng hoặc người chăm sóc đang nhận trợ cấp xã hội. Người từ đủ 70 cho đến 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, tại báo cáo vừa trình Quốc hội về thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề chất vấn liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông, Chính phủ cho biết quá trình đối soát các thuê bao di động, các nhà mạng phát hiện trường hợp cố tình đăng ký nhiều SIM để bán và một bộ phận người dùng không sang tên khi chuyển quyền sử dụng SIM. Đây là lý do dẫn tới các tình trạng SIM rác chưa được xử lý dứt điểm. Từ đó, nhiều đối tượng xấu lợi dụng SIM rác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội. Ngoài tin nhắn rác trên mạng viễn thông truyền thống, xuất hiện tin rác qua mạng Internet, OTT như Viber, Messenger, Zalo. Thực tế cũng có đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao, giả mạo trạm thu phát sóng di động để phát tán tin nhắn rác, dẫn tới khó khăn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Từ tháng 4 đến tháng 6, ngành thông tin và truyền thông đã thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao để xử lý tình trạng một thuê bao có nhiều SIM và các đối tượng cố tình đăng ký 10, 100 hoặc 1.000 SIM. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ vào ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão số 4, bão Coi Nu, ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 đến 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Sóng cao từ 2 đến 4 mét, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy hoặc là gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trong tuần qua, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm nhẹ. Hiện tại giá lợn hơi chỉ còn dao động từ 54 cho đến 55 ngàn đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1 ngàn đồng một kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng từ 53 đến 55 ngàn đồng một kg. Theo đó, sau khi cùng giảm một giá, thương lái tại Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội đang cùng thu mua heo hơi ở mức 54 ngàn đồng một kg. Tương tự, sau khi hạ 1 ngàn đồng một kg, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá là 53 ngàn đồng một kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó mức giá cao nhất khu vực là 55 ngàn đồng một kg được ghi nhận tại Hưng Yên. Còn tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, giá bán tối đa là 54 ngàn đồng một kg, thấp hơn khu vực miền Bắc. Tại các chợ của Hà Nội, giá bán các mặt hàng thịt lợn vẫn giữ ổn định như cách đây khoảng 1 tháng. Sức mua mặt hàng này không cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10 năm 1930, ngày 15 tháng 10 năm 2023, Ban dân vận quận ủy quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Phòng Văn hóa Thông tin quận phát động kế hoạch tuần lễ cao điểm vì dân phục vụ. Thông qua chương trình nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn toàn quận. Tuần lễ cao điểm vì dân phục vụ được xác định triển khai trên 4 mặt trận bao gồm giáo dục chính trị, tư tưởng, an sinh xã hội, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Trong từng nội dung đều được quy định bằng những hành động cụ thể ở tại mỗi địa phương.
Trong đó quy định 100% cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện phong trào ba giúp, gồm đảng viên giúp dân, đoàn viên hội viên giúp nhau, hộ khá giúp hộ khó. Ngoài ra còn chủ động rà soát các nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Thông qua chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực đến với các gia đình diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người yếu thế và trẻ em mồ côi vì Covid. Tuần lễ vì dân phục vụ kéo dài từ ngày 7 tháng 10 đến hết ngày 14 tháng 10 trên toàn địa bàn quận Tân Bình. Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng tin Reuters ngày 7 tháng 10 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 8 tháng 10 sẽ triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel sau khi phong trào Hamas mở cuộc tấn công vào quốc gia Do Thái. Thông báo của người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres cùng ngày đã kêu gọi tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng. Tuyên bố nêu rõ Tổng thư ký vô cùng quan ngại cho tình hình người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa. Người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc, tại Trung Đông đã gọi xung đột tại giải Gaza là tình huống bên bờ vực nguy hiểm, kêu gọi các bên kiềm chế và bảo vệ dân thường. Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã mời các lãnh đạo đảng đối lập tại Israel, cựu Thủ tướng Yair Lapid và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã tham gia vào một chính phủ mở rộng. Động thái này nhằm đáp lại lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Israel về việc thành lập một chính phủ khẩn cấp để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời cho thấy thấy được sự đoàn kết của người Israel trong bối cảnh chiến sự. Trong bài phát biểu mới nhất trên truyền hình, ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong trận động đất 6,3 độ ở miền Tây Afghanistan ngày 7 tháng 10. Thương vong có thể tăng cao do hàng trăm nạn nhân bị vùi lấp. Trận động đất có tâm chấn ở phía tây Afghanistan cách thành phố Herat khoảng 40 km làm rung chuyển khu vực này. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc, trận động đất đã làm sập hơn 450 căn nhà, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 4.200 người bị ảnh hưởng trong trận động đất, trong đó khoảng 1.400 người mất nhà cửa. Một số quan chức Afghanistan lo sợ quy mô thiệt hại và thương vong có thể đạt mức tương đương thảm họa động đất năm 2022 ở miền đông nước này, từng khiến hơn 1.000 người chết và 1.600 người bị thương. Herat là một trong những thành phố đông dân nhất Afghanistan. Lũ quét nghiêm trọng xảy ra giữa tuần qua ở khu vực dãy Himalaya của Ấn Độ đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới hơn 22.000 hộ gia đình, trong đó gần 4.000 hộ phải sơ tán đến các trại cứu trợ. Mưa lớn hôm 4 tháng 10 tại khu vực Hồ Lô Nắc ở bang miền núi Sikkim đã khiến mực nước đập trung thang ở thượng nguồn dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn, gây lũ lụt và lũ quét ở khu vực hạ nguồn sông Testa gần biên giới của Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều cơ sở hạ tầng đường bộ quan trọng và gây mất điện trên diện rộng tại nhiều nơi. Lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa, vốn kéo dài từ tháng 6 cho đến cuối tháng 9 tại Ấn Độ. Thông thường đến tháng 10 không còn những cơn mưa lớn tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và hậu quả nghiêm trọng của các trận mưa trong mùa mưa ở nước này. Bản tin 9 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.